Nghèo quá, xin đi tù. Này ông, làm cái gì vậy? Không thấy tôi đang nằm đây à? Ôi trời ơi, hóa ra là một ông mù. Ôi tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Mà sao trời sắp tối rồi, anh lại nằm ở đây? Cái gì? Ông mù mà? Sao lại biết trời tối? Chuyện đó dễ thôi mà. Thế sao giờ này mà anh vẫn nằm ở đây? Tôi khổ lắm ông ạ. Đầu tắt mặt tối suốt ngày mà mãi chẳng sướng lên được. Căn nhà thì ngày càng ngày tồi tàn. Giờ tôi chẳng muốn về nữa. Không biết bao giờ tôi mới thoát được cái kiếp sống nghèo khổ thế này đây. Ta thấy anh cũng không vất vả đâu. Đến tầm 30 tuổi anh sẽ trở nên khá giả đấy. Người ta nói tam thập nhi lập mà. Thật sao? Bây giờ mình ăn uống kham khổ vậy, chắc chắn sau này sơn ngào hải vị cái nào chẳng có. Trời ơi, năm nay mình 33 tuổi rồi mà chẳng thấy sung sướng gì cả. Nếu như theo lời ông lão nói thì giờ này mình phải giàu có lắm rồi chứ. Còn có chuyện gì buồn hay sao mà mặt mày sầu não vậy? Dạ, có một ông lão nói số của con đến năm 30 tuổi sẽ rất giàu và sung sướng. Nhưng con chẳng thấy gì cả. Thậm chí con còn khổ hơn nữa. Thưa thầy, có phải là con người thực sự có số không ạ? Đúng vậy. Vậy thì thầy có biết cái số của con nó thế nào không ạ? Có phải cái số của con là suốt đời phải chịu nghèo hèn đúng không ạ? Con hãy đưa bàn tay của con ra xem. Con có nhìn thấy không? Cái đường xiên xiên này biểu thị cho sự nghiệp. Cái đường kẻ ngang này tượng trưng cho tình duyên. Còn đường gần như thẳng đứng này tiêu biểu cho sức khỏe, hay còn gọi là sinh mệnh. Cái đường mờ mờ kia là đường giàu sang phú quý đấy. Nó sẽ rõ dần lên theo con đấy. Dạ, con nhìn rõ ạ. Giờ con hãy nhẹ nhàng nắm bàn tay của mình lại. Dạ, nắm làm gì ạ? Thì con cứ nắm vào mà nắm thật chặt nha. Vậy con nói xem, giờ mấy đường chỉ tay kia đang nằm ở đâu? Dạ, những đường chỉ tay... Những đường chỉ tay của con có chạy ra ngoài không? Dạ, nó vẫn nằm trong tay con ạ. Con thấy không, số phận của con người không phải là nằm trong lời nói của người khác, mà nằm trong bàn tay của chính mình. Dạ, bây giờ thì con đã hiểu rồi ạ. Con cảm ơn thầy. Sẽ làm được. Nào, nốt lượt này chúng ta nghỉ nha. Peter, vượt qua bức xà này nào. Tốt, đến lượt Sam.
Sam, lại đây, tôi muốn nói chuyện với cậu. Vâng. Sam này, đại hội thể thao toàn quốc sắp diễn ra rồi. Với tình hình này, tôi nghĩ là cậu nên rút lui. Thành tích của cậu cũng tương đối. Tuy nhiên, so với các đối thủ khác thì cần phải luyện tập nhiều, mà thời gian còn lại rất ngắn. Mấy bữa tập luyện trước, cậu còn bị đau mắt cá chân. Tôi khỏi rồi mà, tôi sẽ cố gắng hơn nữa, thưa huấn luyện viên. Cậu rất có tiềm năng, tôi biết, nhưng có lẽ để năm sau thì tốt hơn. Vẫn còn 3 tuần nữa mới đến đại hội, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn. Hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm được mà. Thôi được rồi, 10 ngày tới là buổi tổng duyệt cuối cùng, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Tôi nhất định sẽ vượt qua mức xã ấy. Ôi, cái chân tôi. Muộn lắm rồi, mọi người về hết rồi. Cậu cũng nên về thôi, tớ tập thêm một lát nữa. Cứ như thế chân cậu sẽ bị chấn thương mất thôi. Thôi về nghỉ ngơi đi. Sam à, cậu rất có tiềm năng với môn nhảy cao này. Nhưng mà phải từ từ, cậu đừng quá nóng vội. Đừng để áp lực tinh thần đè lên đôi chân của cậu. Nhưng làm sao có thể? Cậu hãy rũ bỏ mọi lo lắng, sợ hãi trong đầu. Phải giải phóng tâm trí, tinh thần trước thì mới có thể giải phóng được đôi chân. Đó là bí quyết của tớ mỗi lần đối diện với cây xà này. Peter, cậu nói đúng. Mỗi lần cậu nhảy, tớ cảm giác cậu đang bay với cơ thể nhẹ bẫng. Tớ cũng sẽ thử xem sao. Thế nhé, tớ về trước đây. Làm được rồi, phải nâng bức xà lên thôi. Nào, đến lượt Sam. Ôi, không. Tôi biết là cậu làm được mà. Nào, đứng dậy, làm lại một lần nữa. Còn đại hội thể thao ở phía trước kia mà. Yeah, tôi làm được rồi. Khi cậu vượt qua được nỗi sợ hãi vô hình của chính mình, cậu sẽ làm được tất cả. Tôi biết là rồi cậu sẽ làm được mà. Những gì chị kể thì đây là triệu chứng của bệnh trầm cảm, u uất. Chị đừng quá lo lắng, tôi cần phải biết nguyên nhân phát bệnh là gì để đưa ra hướng điều trị cho thích hợp. Hy vọng chị sẽ hợp tác với tôi. Hãy nói cho tôi biết những vấn đề trong cuộc sống chị đang mắc phải. Cuộc sống gia đình đối với tôi giống như là địa ngục vậy. Tôi không biết tôi sẽ sống những ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây, thưa bác sĩ. Tôi đang lắng nghe đây. Chị có thể nói cụ thể hơn được không? Tôi về lập dâu ở nhà chồng chưa được một ngày hạnh phúc. Chồng tôi là người đàn ông nát rượu và vũ phu. Anh ta thường xuyên trút lên đầu tôi những trận đòn thừa sống thiếu chết. Thế còn gia đình nhà chồng chị? Họ không bảo vệ chị sao? Không, họ đổ hết mọi vấn đề cho tôi. Coi tôi là nguyên nhân của mọi rắc rối trong gia đình. Cô cũng nên xem xét lại bản thân mình đi. Không có lửa làm sao có khói. Sao chị không ly hôn để tự giải thoát cho mình? Không, không được. Tôi không muốn các con tôi sống mà thiếu bố hoặc mẹ. Vậy thì chị hãy chịu đựng tiếp. Bác sĩ, tôi tìm đến ông vì tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Hằng ngày chị làm những việc gì? Đến những đâu? Tôi ở nhà, làm việc nhà, không đến nơi nào khác. Chị có thích những việc đó không? Không,
Tôi chán ngán những công việc hiện tại. Tôi muốn được như những người phụ nữ khác, đi mua quần áo, đi du lịch, đi công viên. Nhưng mà tôi không có thời gian. Tôi bù đầu với một đống việc nhà. Vậy mà chồng tôi vẫn không hài lòng. Thường xuyên đánh đập tôi. Họ coi tôi như kẻ thù vậy. Cũng phải. Bởi chính chị cũng coi bản thân mình như kẻ thù mà. Bác sĩ nói sao? Tôi lại đi xem bản thân tôi như kẻ thù ư? Chị ngược đãi bản thân mình. Bắt mình phải làm việc vất vả. Từ bỏ những quyền vui chơi, tham gia hoạt động cộng đồng, làm đẹp cho bản thân. Khi bị bạo hành, chị không dám hành động. Chính là dung túng cho người khác chà đạp chị. Bản thân không yêu thương lấy mình, sao mong người khác yêu thương mình được? Giờ chị phải suy nghĩ lại thật kỹ, để rồi lựa chọn cho mình cách sống. Tiếp tục cuộc sống như những tháng ngày đã qua, hoặc là thay đổi, yêu thương mình hơn, sống cho mình hơn. Tôi... Chị hãy tin rằng, ngoài chồng chị và họ hàng nhà chồng, chị còn có bạn bè, anh em và những đứa con yêu thương chị. Chào bác sĩ. Mời chị ngồi. Chị đến khám lần đầu phải không? Ồ không, bác sĩ không nhận ra tôi ư? Cách đây 3 tháng, tôi đã đến khám và được bác sĩ tư vấn. Ồ, tôi nhớ rồi. Hóa ra là chị. Chị thay đổi nhiều quá, tôi đã không nhận ra. Thật là một kỳ tích. Tôi đã làm theo lời khuyên của bác sĩ. Hãy kể cho tôi nghe, chị đã làm thế nào? Đơn giản, tôi nghĩ cơ thể này là của tôi. Không ai có quyền xâm phạm hay làm tổn thương đến nó. Nên mỗi lần chồng tôi có ý định hành hung tôi liền nhờ pháp luật địa phương can thiệp. Tôi là một người phụ nữ, tôi có quyền làm đẹp cho bản thân. Tôi đã chăm chút mình hơn. Và tôi đã là một công dân tự do. Tôi có thể đến những nơi tôi muốn. Chồng tôi, sau khi thấy tôi thay đổi, ngày càng đẹp hơn, vui vẻ hơn, mạnh mẽ hơn, lại có sự can thiệp của pháp luật, nên dần hồi tâm chuyển ý. Anh ấy trở thành một người đàn ông khác xưa rất nhiều. Và kết quả, trước mặt tôi bây giờ là một người phụ nữ hạnh phúc và mạnh mẽ. Vâng, thưa bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã cho tôi thấy cuộc sống là của mình như thế nào. Là do thái độ và cách lựa chọn của mình mà thôi. Cốc mía đá. Con ở đây trông coi quán nhé. Bà vào trong vườn chặt thêm ít mía. Vâng ạ. Mẹ ơi, con muốn uống nước mía. Ai bán hàng đây cháu? Dạ, cháu đây ạ. Thế à, vậy cho cô 2 ly nước mía nhé. Vâng ạ. Càng cho nhiều đá càng đỡ tốn nước mía, sẽ càng bán được nhiều ly, được nhiều tiền. Phải rồi. Uống từ từ thôi con. Mẹ ơi, hết rồi, chỉ toàn đá thôi, lại còn nhạt nữa. Thôi, con uống thêm ly này của mẹ đi. Mẹ, lại hết rồi, sao ở đây nước mía nhanh hết vậy mẹ nhỉ? Thôi, cho cô gửi tiền. Dạ, 2 ly, 16.000 đồng ạ. Ba, nãy có khách uống nước mía nè. Ồ, con bán được cơ à, ngoan lắm. Ly nước mía con vừa lấy cho khách uống đây hả con? Sao nhiều đá vậy? Dạ, cho nhiều đá thì mình mới có lãi nhiều mà ba. Long, con quan tâm đến lợi nhuận nhiều như vậy sao? Lúc nữa có khách, con quan sát cách bà bán hàng nhé. Con sẽ thấy nhiều điều không như con nghĩ đâu.
Chủ quán ơi, cho một ly nước mía nha. Vâng, có ngay, có ngay ạ. Mời bác ạ. Cảm ơn anh. Chà, nước mía nhà anh ngon quá. Tôi không mấy khi thấy ở đâu có ly nước mía được như thế này. Đang nắng nôi, cực nhọc, lại uống được ly nước mía vào, mát hết cả ruột. À, vâng, cảm ơn bác. Chào hai ba con nhé. Vâng, chào bác. Con thấy sao? Bác vừa rồi tỏ ra rất hài lòng về quán của mình. Còn những người khách của con lúc nãy có được như thế này không? Nhưng mà tốn nhiều nước mía hơn phải không? Con ạ, trong kinh doanh bán hàng, lợi nhuận là quan trọng, nhưng không phải bằng mọi giá để làm như con. Nó chỉ mang đến cái lợi trước mắt được thôi. Mấy đồng lãi chẳng đáng là bao, nhưng mất nhiều lắm. Có khi ta mất tất cả là khác. Kiếm lợi nhuận bằng cách giảm chất lượng hàng của mình, đó là cách làm ngu ngốc nhất. Còn nếu chúng ta chọn cách làm hài lòng khách hàng, chắc chắn họ sẽ thường xuyên quay lại. Họ cũng là những tiếp thị viên đến nhiều khách hàng khác. Khi đó, khách đông, lợi nhuận không chỉ bền vững mà còn tăng lên hẳn. Con hiểu điều ba nói không? Con hiểu rồi ba ạ. Còn điều này nữa, con đừng bao giờ quên là làm việc gì cũng phải có tình người con ạ. Nghe ba nói, con thấy rất hối hận. Không sao con trai. Con hiểu và rút được kinh nghiệm cho mình là tốt rồi. Chuyện về hai người bạn. Lần này cậu sang Anh, phải lâu lắm nữa chúng mình mới gặp nhau nhỉ? Ừ. Jim, cậu nhìn xem ai đang ngồi cạnh chúng ta kia. Ông ta chẳng phải là giáo sư Stephen Oak nổi tiếng đó sao? Dù nổi tiếng đến mấy thì ông ta vẫn chỉ là người da màu. Chúng ta nên ngồi xa ông ta ra Jim ạ. Giáo sư Stephen, ông vẫn dùng đồ uống như mọi khi chứ ạ? À? Đúng vậy, cậu bé. Tại sao trong cái quán này nhìn đâu cũng thấy người da màu vậy trời? Chắc chúng ta đến nhầm chỗ rồi Jim ạ. À. Mau đi thôi, nhỡ ai đó thấy chúng ta ở trong cái quán này thật mất mặt lắm. Hay, không ngờ buổi gặp mặt chia tay của chúng ta lại thành ra như thế này. Mình thấy bực dọc quá. Thôi nào, taxi đây rồi. Nhanh ra sân bay, không lại bị trễ chuyến bay bây giờ. Ừ, mình biết rồi, tạm biệt nhé. Hẹn sớm gặp lại cậu. Tom, có phải Tom đó không? Jim, là cậu, đúng cậu rồi. Trời ơi, đúng là cậu rồi. Bao nhiêu năm không gặp, nghe giọng cậu vẫn y như ngày xưa. Mình chỉ già hơn xưa thôi, còn mọi thứ vẫn vậy. Còn cậu, sao rồi? Cậu thấy rồi đấy thôi. Tom, mình xin lỗi. Mình có nhận được thư báo cậu bị tai nạn lao động, không thể nhìn thấy gì được nữa. Nhưng vì công việc bận quá, mình không thu xếp về thăm cậu được. Tom, chắc cậu đã phải sống những tháng ngày thật khủng khiếp phải không? Thời gian đầu mình tuyệt vọng lắm, tưởng chừng như có thể chết đi. Mình hiểu, không còn đôi mắt đồng nghĩa với việc không thể nhìn thấy cuộc đời. Ai rơi vào hoàn cảnh của cậu đều có tâm trạng như vậy thôi. Không hẳn vậy đâu, sau khi được gặp một người, mình đã không còn bi quan, chán nản nữa. Cuộc sống của mình bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Ồ, thật vậy sao? Ai là người có khả năng tuyệt vời như vậy chứ? Người đó là bác sĩ tâm lý của mình. Vừa là người thầy, vừa là người bạn. Ông ấy đã giúp mình có thêm niềm tin vào cuộc sống, đã sát cánh bên mình trong những ngày tháng khó khăn nhất. Thậm chí một lần vì chán nản, mình đã định kết liễu cuộc đời. Nhờ ông ấy mà mình đã thoát được cái chết đấy. Vậy ư? Thật là kỳ diệu. Giờ mình đã lấy lại được cân bằng, đã chấp nhận được sự thật, nên mình mới quyết định liên lạc lại với cậu. Tất cả là nhờ người thầy ấy. Nghe cậu nói, mình càng thấy ngưỡng mộ người thầy kia quá. Ông ấy là ai, mình có biết không? Giáo sư Stephen Oak. Trời, cậu không nhầm đấy chứ Jim? Không hề, mình đã gắn bó với ông ấy 6 năm nay, sao có thể nhầm được cơ chứ? Nhưng ông ấy là người da màu.
Chính thầy đã nói với mình điều này rồi Jim à. Trời, lẽ nào cậu chịu chung sống và giao tiếp với họ? Lúc đầu mình cũng rất sốc, nhưng thời gian đủ cho mình thấy người da màu không phải như chúng ta vẫn nghĩ. Cậu thấy đấy, khi không còn đôi mắt, tớ không thể nhìn thấy sự khác nhau của màu da, nhưng lại có thể phân biệt rõ ràng nhất ai là người tốt, ai là người xấu. Cậu thay đổi nhiều quá Thơm à. Mình nghĩ cậu cũng nên thay đổi quan niệm đi. Chúng ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời là phân biệt coi thường những người khác màu da chúng ta. Chắc là vợ mình về đấy. Để mình ra đón cô ấy. Anh yêu, hôm nay anh thế nào? Ổn cả chứ? Anh ổn, anh rất ổn em mà. Hôm nay có một người bạn tốt đến thăm chúng ta. Để anh giới thiệu em với anh ấy. Đúng, có lẽ mình đã sai rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.